không đồng ý với việc con và Thỏ ở bên nhau. Mẹ cho con một tháng để dọn dẹp và trở về Bắc Kinh. Cuối cùng chúng tôi đồng ý chia tay. Khi đến Bắc Kinh để mua rau, bạn không thể mua như ở đây được. Tất cả chúng đều được mua theo bò lớn. Bạn nói như thế bạn biết cách mua đồ tạp hóa và nấu ăn vậy. Lúc chăm tôi ở bệnh viện toàn gọi đồ ăn mang đi mỗi ngày. Tôi bị ốm mà phải lo lắng về việc bạn ăn những đồ ăn không tốt cho sức khỏe. Ha ha ha. Bạn rụng rất nhiều tóc. Mà sao bạn vẫn không bị hói? Ha ha, tôi tự hào với mái tóc của mình quá. Các cống thoát nước hay bị nghẹt. Khi tôi không ở đây nữa, bạn phải nhớ tự mình dọn dẹp nó. Tôi biết rồi mà. Hãy nhớ dọn cho sạch đó. Ha 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 ha. Về bên đó hãy gửi tin nhắn về cho tôi. Hành lý tôi đã sắp xong. Tôi sẽ mang ra xe cho cậu. Sao thế? Tôi sẽ không đến Bắc Kinh nữa. Tôi sẽ ở lại Thẩm Dương cùng bạn. Bây giờ còn sao hả Mel? Bệnh của mẹ sẽ không thể qua khỏi, chỉ còn thời gian rất ngắn. Mẹ, con thành thật xin lỗi. Con thật sự rất thương Thỏ. Cô ấy vì con mà hy sinh tất cả. Tùy con. Đồ ngốc, sao tôi có thể để em một mình được? Mèo mèo nhỏ. Đã rất nhiều ngày rồi, bây giờ bạn mới đưa ra quyết định của mình. Bạn biết tôi đã khóc nhiều như thế nào không? Tôi đã sai rồi, chúng ta hãy kết hôn đi. Mê mơ. Hi hi. Chúng ta hãy đi chụp ảnh nhé.